Xin chào mọi người, lại là Hoàng Thùy đây. Một ngày hôm nay thật là đẹp. 9 o'clock a.m. Tiếng giờ sáng mình đã có mặt tại lớp Mi Academy để có thể dạy cho các chị em. Lớp này là lớp phong thái phái đẹp. Bình thường thì Mi Academy sẽ có những lớp như là phong thái phái đẹp dành cho các chị em phụ nữ này, không có cần phải quá cao này, mà vẫn thích đi lại và pose dáng. Gọi là chuyên nghiệp đi, như là những người mẫu. Còn Mi Academy còn có cả cái khóa catwalk and pose dành cho các bạn người mẫu, và lớp đấu trường sắc đẹp dành cho các bạn mà có mong muốn là đi thi các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam hoặc tại quốc tế. Năm ngoái thì Thùy cũng gọi là chạy thử các lớp và cũng đã đạt được khá là nhiều thành công và tạo ra rất là nhiều người mẫu Á hậu và Hoa hậu quốc tế và trong nước. Thì Thùy cảm thấy rất là vui, bởi vì mọi người đến với Thùy thì Thùy cũng không có quảng cáo thì nhiều, nhưng mà mọi người đến bởi vì là mọi người muốn học những kỹ năng của Thùy. Nói chung là từ ngày mà mình đi dạy thì mình cũng tăng hơn nhiều cái khả năng chuyên môn của mình, bởi vì khi mà mình đi dạy thì mình cần phải đầu tư rất là nhiều thời gian để mình nghiên cứu giáo án, làm sao để cho khi mà dạy học trò có thể nắm bắt được cái quy trình cũng như là cái kiến thức nó nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn. Ngoài ra thì mỗi lần mình dạy học viên thì có rất là nhiều cái học viên có những cái gọi là nhược điểm khác nhau, cũng có những ưu điểm khác nhau, thì từ những học viên đó thì giúp mình phải gọi là vắt óc ra để suy nghĩ xem là mình sẽ phải sửa cho bạn này như thế nào để cho bạn ấy có thể tiến bộ. Báo án của Academy càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, và cái điều đó là điều mà Thùy rất là hạnh phúc. 1 p.m. Tranh thủ những cái ngày mà mình đi dạy thì mình dạy buổi sáng khoảng 2-3 tiếng, sau đó thì mình sẽ buổi chiều thì đôi khi là mình sẽ đi làm. Ngày hôm nay thì mình có cái buổi chụp Twitch style, thì hôm nay mình sẽ tự make up. Nói chung mình sẽ make up đơn giản. Mình đến xuất chụp rồi này, nên chụp một số cái hình Twitch style. Nói chung là đi hay chụp ngoài nắng thì hơi quạng nha mọi người. Bình thường Thùy tương tư vậy thôi, nhưng mà off camera là Thùy quạng nha. Thì nắng là thủy quả nha, đói thì quả nha, nắng là thủy quả nha, nóng là quả nha. Mình chụp một số tấm hình để up social media và trả tài trợ cho những brand. Nói chung là Thùy thì không thích, gọi là ít thích show cái cuộc sống cá nhân của mình. Mình làm gì lên cho khán giả biết, bởi vì là Thùy cũng hơi ngại á, với lại cái tính cách của mình là như vậy. Mình làm rất là nhiều thứ nhưng mà mình thích làm trong âm thầm, không mà mình không có thích show lên. Nhưng mà trái ngược một cái là mình là người của gọi là công chúng, thì mọi người rất là muốn xem Thùy làm gì, Thùy ăn gì, Thùy đi chơi ở đâu, Thùy dùng cái gì. Nói chung là mọi người sẽ khá là tò mò về những gì mà Thùy làm. Nhưng mà thực ra là Thùy chỉ show 20% thôi mọi người ơi. Thùy ngại lắm. Thùy sẽ thay đổi, Thùy sẽ tiến bộ hơn, Thùy sẽ làm YouTube để show cho mọi người thấy nhiều về Thùy hơn. Nhưng mà thực ra là Thùy cũng phải cố gắng lắm ấy. Ok, rất là nhiều bạn hỏi Thùy là chị ơi hãy quay một chút xíu cái ngày mà Thùy đi học đi. Thực ra là mình đã đi học từ khá là lâu rồi, nhưng mà đây là cái video mà mình quay ngày đầu tiên mình đến trường để đi học. Nói sao ta, cái cảm giác mà mình quay lại đi học đại học ấy nó lạ lắm mọi người ạ. Nó rất là lạ, bởi vì ngày xưa mình đi học là mình từ Thanh Hóa, mình từ nông thôn mình đi lên, mình vừa học xong cấp 3 xong mình đi lên đại học thì mình còn rất là nhiều cái sự bỡ ngỡ, và mình khá là thích tham chơi á, bởi vì là 12 năm mình học rồi, mình học rất là chăm chỉ rồi để mình vào được trường kiến trúc, thì mình cảm giác là mình muốn đi chơi, xong tự nhiên bây giờ vừa thi xong lại phải đi học tiếp, cảm giác nó bị áp lực á. Nhưng mà đợt này Thùy đi học á, Thùy lại không cảm thấy áp lực nha. Nó sao á, mặc dù là Thùy đi làm rất là nhiều nhưng mà Thùy lại không có cái cảm giác áp lực nhiều, mặc dù là nhiều khi mình cũng khó để có thể tiếp thu cũng như là có thể có thời gian để tập trung, thực sự tập trung để làm bài, bởi vì bây giờ mình đi làm thì có quá nhiều thứ ở trong đầu mình ấy. Đấy, và một phần nữa là đợt này mình đi học thì mình không còn cái áp lực về tài chính nữa. Bởi vì ngày xưa mình đi học thì mình phải thuê nhà trọ này, mỗi tháng phải trả
một triệu tiền nhà trọ này, rồi tiền ăn uống này, rồi bố mẹ gửi nhiều khi không có đủ rồi mình phải đi làm thêm này, rồi nhiều khi mình phải đi mua những cái đồ như giấy tờ hay những cái bút kỹ thuật hay là máy tính để mình phục vụ cho những cái bài tiểu luận hay là đồ án của mình, thì mình không có nhiều tiền để mình mua thì mình rất là áp lực. Nhưng mà đợt này thì mình đi làm rồi, mình có tài chính ổn định hơn, học phí đi học thì mình học trường công nên là mình cũng không có phải đóng nhiều. Nói chung là Thủy rất là hạnh phúc khi mà 30 tuổi rồi Thủy quyết định đi học. Thủy hy vọng là mình sẽ vượt qua được cái chặng đường này, mặc dù nó cũng có khá là nhiều thử thách, bởi vì lâu lắm rồi Thủy không có bước vào cái môi trường mà tập trung để học ấy, nên là những cái tháng đầu tiên nó cũng hơi khó khăn, nhưng mà dần dần Thủy cũng đã dần quen dần với cái việc đó. Thủy nghĩ rằng là cái việc học nó không bao giờ là trễ đối với bất kỳ một ai. Minh chứng là một người trong gia đình Thủy, đó chính là bố của Thủy. Bố của Thủy là đã đi bộ đội này, lấy vợ xong đẻ con thứ nhất rồi mới bắt đầu đi thi đại học. Lúc đó bố Thủy học đại học cao đẳng sư phạm nhạc họa trung ương, bây giờ là trường đại học sư phạm nhạc họa trung ương. Thì khi mà bố mình lấy vợ rồi, 30 tuổi rồi và vẫn đi học, thì mình có cái inspire đó và mình cảm thấy là tất cả nó đều là cái quá trình của mình hướng tới một cái gì đó. Không hẳn là cái độ tuổi nào mà mình cần phải làm một cái gì đó nó theo cái quy trình mà xã hội họ hay đưa ra. Mình có thể thay đổi. 18 tuổi mình không đi học đại học thì 30 tuổi mình đi học đại học, 40 tuổi mình đi học đại học. Học không bao giờ là trễ hết mọi người. Mọi người hãy cố gắng lên nha. Và ngày hôm nay vlog của Thủy kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye. Love you.